Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trần Như xin kính chào quý khán giả. Sau đây là phần điểm tin trong ngày của Đài Á Châu Tự Do, tối thứ Tư ngày 19 tháng 12 năm 2018. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 12, 100 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước Việt Nam công bố trên mạng xã hội Facebook một bản yêu sách 8 điểm 2019 đòi hỏi các quyền căn bản tương tự như thỉnh nguyện thư của dân tộc An Nam gửi tới chính quyền Pháp tại Hội nghị Hòa bình năm 1919. Bản yêu sách được giáo sư Hoàng Dũng đăng tải, nhận định rằng hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, các quyền căn bản đã được thể hiện trong Hiến pháp và các hiệp ước Việt Nam tham gia. Tuy nhiên thực tế đã không được thực thi hoặc bị bóp méo, bị hạn chế tối đa khi thi hành, thậm chí thi hành trái ngược. 8 điểm trong bản yêu sách được nêu ra cụ thể như là: thứ nhất là trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm; cải cách căn bản nền pháp lý; thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận; ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp. Bản yêu sách 2019 cũng được những người khởi xướng kêu gọi người dân ký tên và gây sức ép để buộc chính quyền ban hành và thực thi các luật đảm bảo những quyền hiến định, nghiêm trị bất kỳ ai hay tổ chức nào cản trở việc công dân Việt Nam thực hiện những quyền thiêng liêng đó của mình. Ngoài ra, những tổ chức và cá nhân khởi xướng bản yêu sách cũng có đề nghị Liên Hiệp Quốc và các nước đối tác với Việt Nam quan tâm đến nguyện vọng, ý chí của người dân Việt Nam nhằm có tác động cần thiết giúp cho những yêu sách đưa ra được đáp ứng thuận lợi. Sáng ngày 19 tháng 12, các tờ báo nhà nước Việt Nam loan tin ông Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bất ngờ nghỉ phép 18 ngày từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 3 tháng Giêng năm 2019, giữa lúc đang bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm rất nghiêm trọng ở Thủ Thiêm. Mạng báo VN Express dẫn lời một lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy giải thích rằng việc nghỉ phép của ông Cang là bình thường vì đây là quyền cá nhân. Tuy nhiên không nói lý do xin nghỉ phép của ông này là gì. Hồi tháng 11 năm nay, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang và xác định những vi phạm của ông Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một thiết bị lặn hình dạng quả ngư lôi với chữ Trung Quốc trên đó mắc lưới của ngư dân tại khu vực gần cảng An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tin từ trong nước loan tin cho biết sau khi được trình báo, lực lượng hải quân vùng 4 tỉnh Khánh Hòa đã đến để kiểm tra. Sau đó thì ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thuật lại với báo giới nhận định ban đầu của phía hải quân rằng đó là thiết bị huấn luyện trên biển của ngành hải quân. 4 chữ Trung Quốc trên thân của thiết bị có nghĩa là kết nối và ngắt kết nối. Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết là sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về vật thể này. Thưa quý vị, về tình hình tranh chấp lãnh hải và khu vực Biển Đông, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 19 tháng 12 đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Biển Đông trong cục diện mới và đối sách của Việt Nam tại thành phố Hạ Long. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh chủ trì và đây là lần thứ 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo quốc gia về Biển Đông. Tại hội thảo có 14 tham luận chính về các vấn đề Biển Đông trong trật tự khu vực, trong chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2030. Những vấn đề về pháp lý liên quan đến Biển Đông. Việt Nam là một trong những nước có tuyên bố chủ quyền đối với một số đảo tại Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa trước đây thuộc Việt Nam nhưng bị phía Trung Quốc hoàn tất cưỡng chiếm vào năm 1974. Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hague vào tháng 7 năm 2016 cũng đã ra phán quyết đường đức khúc chín đoạn, không có căn cứ cả về pháp lý lẫn lịch sử. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi phần điểm tin của chúng tôi hôm nay. Quý vị cũng có thể xem toàn bộ bản tin chi tiết tổng hợp của chúng tôi bằng cách truy cập vào YouTube rfa.tiengviet.net. Toàn ban cùng Trần Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần sau.
Mến chào và hẹn gặp lại.